chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách làm sao để tạo một cái trần này tạo thành một cái bầu trời ánh sáng rất là rực rỡ. Thì ở đây mình dùng là những cái sợi mành rèm kích thước là 4m, thả xuống là 0,6m, và có các cái sợi dài ngắn khác nhau. Khoảng cách giữa các cái sợi này là 25cm và các sợi mành này có thể cắm nối liên tiếp với nhau bằng rắc nối nhanh để tiết kiệm cũng như là giảm thiểu cái phải đấu nối nhiều.